ngày 4 tháng 8 năm 2024 tại chùa Wat Phra Namakaya, Thái Lan, đang nghiêm diễn ra đại lễ tôn vinh ngày thiền quốc tế và lễ vinh danh Phật học Pali Dhamma với hơn 100.000 chư tăng Phật tử trong nước và quốc tế đến tham dự. Đoàn chư tăng và Phật tử Việt Nam đang tham dự và chúc mừng có Hòa Thượng Thích Pháp Cao, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Pháp Hiếu, Phó Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hình tọa Thích Chí Định, trụ trì chùa Giác Hải, Lâm Đồng, Đại đức Thích Pháp Hạnh, Chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Prafrom Quang Chirapanyachan, học giả hoàng gia, hiệu trưởng trường Pali Dhamma, đã chủ trì buổi lễ vinh danh 76 tăng sinh đã vượt qua kỳ thi Pali cấp độ 9, trao giải sinh viên xuất sắc và tặng học bổng lần thứ 20 đến các tăng sinh để hỗ trợ việc học tập của các trường Pali trên toàn quốc, tổng giá trị là 2 triệu baht. Hình tọa Prakru Usamu Sadiwong Uthiswamsu, trưởng ban truyền thống Wat Phra Namakaya, cho biết lễ tôn vinh các nhà sư đã vượt qua kỳ thi Pali được khởi xướng bởi Hòa Thượng Luang Pho Dhammarajo. Tôn vinh tầm quan trọng của việc học Pali, đặc biệt là cấp độ 9 mà không có nhiều vị vượt qua mỗi năm. Wat Phra Namakaya đã tổ chức lễ tôn vinh này trong 36 năm liên tiếp để hỗ trợ sự nghiệp giáo dục Phật giáo Pali, hoàn truyền Phật Pháp phát triển hơn nữa và trao học bổng để khuyến khích các trường Pali xuất sắc trên toàn quốc. Dịp này, nhằm tôn vinh ngày thiền quốc tế, buổi lễ đã cúng dường tứ sự đến 2.000 ngôi chùa trong nước và quốc tế. Chương trình này đã được thực hiện liên tục trong 24 năm qua, trong đó có 323 ngôi chùa ở 4 tỉnh biên giới phía Nam Thái Lan. Ngày 6 tháng 8 là ngày thiền thế giới, truyền thống hàng năm tại chùa Dhammakaya tổ chức nhiều hoạt động Phật sự ý nghĩa, thông qua việc tôn vinh thực hành phát triển truyền bá Phật Pháp và thiền định, lan tỏa các giá trị đạo đức, nhân văn, đoàn kết, vì một thế giới hòa bình và hữu nghị.